cái Nhi rút ra đó là đầu tiên bạn phải biết khi nào bạn cho và bạn phải biết khi nào bạn nhận. Nếu như mà Nhi nói về bài cách giữ lửa lúc mà Nhi ở trong hôn nhân á, Nhi sẽ nói với bạn thất bại tại Nhi ly dị mà chồng như ngoại tình mà, đúng không? Nhi đâu có không thể khoe cái đó được, khoe cái đó là nó không thành công. Hồi xưa mình ngây thơ á, còn trẻ trâu mình đâu biết lửa là cái đất gì đâu. Lúc đó mình chỉ yêu rồi mình cưới rồi mình có gia đình rồi mình nghĩ có con rồi là xong rồi, bây giờ thì chỉ có chồng với con với mình thôi. Nhưng mà sau khi Nhi nghĩ ly hôn là một trong những cái giúp cho Nhi nhận thức ra được là tại sao cái lửa trong tình cảm nó rất là quan trọng. Cái đầu tiên Nhi muốn cho các bạn hiểu, để giữ lửa trong tình cảm nó cần hai người, một là người châm lửa và hai là cái củi. Tụi bay không ngửa khúc này phải không? Chị Nhi gài quá. Đúng mà thiệt, một là phải có người châm lửa, hai là phải có củi thì nó mới ra một cái đúc được chưa. Tùy thời điểm ai sẽ là người chọn làm lửa và ai sẽ là người chọn làm gỗ, làm củi, đó cũng là cách mà các bạn phải duy trì trong một mối quan hệ. Đôi khi bạn là người theo đuổi cái người đàn ông của mình, đôi khi người đàn ông của bạn theo đuổi bạn. Không thể nào lúc nào thằng đó cũng đuổi theo bạn, không lúc nào bạn cũng đuổi theo thằng đó, nó không có vui. Vì do nó không có vui, vì nó không có vui nên nó không có lửa. Một mối quan hệ nhàm chán là đôi khi cứ một người theo đuổi một người, người còn lại không theo đuổi ngược lại, thì nó không có cái sự excitement hay còn gọi là hào hứng trong tình cảm vậy. Thì đó là cái mà Nhi được học trong cái hành trình mà sau khi Nhi ly hôn xong, Nhi hiểu được là à ok, bạn muốn duy trì lửa trong gia đình nó không phải là không thể, nó có thể, nhưng mà với điều kiện cả hai người, Nhi lặp lại, cả hai người phải cùng đồng lòng làm cái điều đó. Không thể nào một người được, một người không thể giữ lửa trong tình yêu được. Đang nói đến tình yêu mà gọi là gia đình trai gái rồi đó, đúng không? Cái mà Nhi được học và cái Nhi rút ra đó là đầu tiên bạn phải biết khi nào bạn cho và bạn phải biết khi nào bạn nhận. Đừng Huyền nó hỏi, cái thằng chưa có bồ hỏi, ai có củi làm củi. Chị làm đường làm củi hay làm lửa? Huyền, tao đang ở với một con xe gầy, mày nghĩ tao thiếu lửa hả? Không thể nào thiếu được, mà tao ở với hai con luôn. Không, người đàn ông theo đuổi đến một cái lúc nào đó thôi. Ví dụ như nói trong những cái lúc mà các bạn giường chiếu, nhất là mấy cái con bánh bèo mà làm biến chủ động á, như nói cho nghe nè, các bạn phải lâu lâu phải chủ động để cho người đàn ông cảm thấy hào hứng. Đàn ông có thích lúc nào họ cũng phải là người cởi đồ bạn đâu, lâu lâu bạn tụt quần người ta cũng được. Nhớ là họ exciting hơn này. Như nói 18 cộng riêng khúc này, 18 cộng, xin lỗi trẻ em, nghe khúc này không cho trẻ em nghe, khúc này chỉ trên 18 tuổi trở lên thôi. Khi mà bạn đã trong một mối quan hệ qua lại luôn rồi thì cái điều đó nó quan trọng lắm. Phải có lúc bạn chủ động, phải có lúc người đó chủ động. Lúc nào thằng đó cũng chủ động, nó chán, nó kiểu quá, con này chán vậy, nằm như cá chết vậy, tất nhiên là nó không còn hào hứng thôi. Cái kế tiếp mà Nhi muốn các bạn phải kiên trì duy trì, dùng từ kiên trì và duy trì, đó là phải tạo ra được là mỗi tuần bao nhiêu ngày các bạn quyết định sẽ đi hẹn hò riêng với nhau. Hẹn hò riêng với nhau tức là, tại vì Nhi có con mà, hầu như thời gian Nhi với lại bạn trai đi chơi hay là đi ra ngoài là đều dắt con theo hết. Tại vì ảnh muốn con được cảm thấy là không có bị bỏ rơi, hiểu không? Cho nên ý ví dụ như đi chơi hầu như lúc nào cũng có con, cuối tuần là phải cho con đi chơi chung. Mặc dù hai đứa đi chơi nhưng mà con đi chung kiểu vậy đó. Thì hai đứa thống nhất là chỉ có dành một tuần phải có được hai buổi tối là đi ăn tối với nhau, hoặc là đi ăn trưa, không cần biết trưa hay tối, miễn là phải có thời gian riêng một mình và không có con. Rất là quan trọng, các bạn phải nói chuyện với nhau trong một tuần qua, bạn đi làm gì, rồi bạn có chuyện gì xảy ra, rồi bạn có cần sự trợ giúp hỗ trợ gì của người bạn trai, bạn gái của bạn hay người vợ, người chồng của bạn hay không. Nếu như các bạn đang có con, gửi con cho ông bà hay là thuê người giúp việc hay là gửi nhà trẻ vân vân, các bạn phải tạo được thời gian để ở riêng với nhau. Nói tới đây nhiều người sẽ nói ai sướng như bà, tôi phải đi làm được, tôi phải chăm con, tôi làm gì gửi được ai. Nếu như bạn muốn, bạn sẽ tìm cách, như đó từng nói cái câu đó rồi, không có lý do lý tráo đách gì hết á. Đợi cho đến lúc nó bỏ rồi tìm cách cũng được. Các bạn phải nhớ lại cái lúc các bạn mới yêu nhau, các bạn dành rất là nhiều thời gian cho nhau. Đó là lý do tại sao cái tình yêu lúc đầu nó rất là bùng cháy. Lúc đó không cần lửa, không cần củi, nó cũng cháy.
càng về sau nó càng bớt cháy sống là bởi vì chúng ta quá bận. Cho nên dù có bận đến mấy thì bạn cũng phải tạo ra được cái thời gian mà hai người thống nhất dành cho nhau là được rồi. Rồi khi nào là cái người kia nhen lửa, khi nào người này làm củi, nãy giỡn giỡn văn hoe vậy thôi, nhưng mà Nhi nghĩ là đến một ngày các bạn yêu nhau đủ chiều sâu rồi, các bạn sẽ biết khi nào là cái người nào cần làm cái gì. Tại vì á, nó là một cái rất là tinh tế nhưng không có thể bày cho các bạn được, tại vì nó nhiều lắm. Giờ như vậy có thể cho ví dụ gần nhất là khi Nhi có bạn trai bây giờ thì Nhi kể cho các bạn là nó gần nhất là như thế nào thôi, nhưng mà Nhi không thể kể cho các bạn ngay là cả một ngày, ngày nào cũng như ngày đó, ai là củi ai là lửa, nhưng không thể nói được. Ví dụ như có những ngày Nhi đi làm nguyên một ngày về Nhi mệt, thì khi đó ảnh bắt buộc phải là lửa rồi đó, tại vì á Nhi không có năng lượng để Nhi bắt đầu một cuộc nói chuyện buổi tối nữa. Khi bạn đi làm doanh nghiệp, bạn ở doanh nghiệp, bạn làm sếp rồi, bạn sẽ hiểu. Bạn đi một ngày ở ngoài đường, bạn đã gào rất nhiều người rồi, bạn không có thời gian để mà bạn sẽ kiểu như về nhà mà bạn muốn làm. Có nhiều hồi như về nhà như lười lắm, như nằm như ngồi vậy thôi, cái như ngồi như uống nước như ăn xong như đi ngủ, nhưng không có nghĩ đến một cái gì kì, chỉ muốn relax cái đầu của mình. Thì ảnh lại là người đi làm snack, tức là mấy cái món nhỏ nhỏ cho hai đứa ăn, rồi ảnh bưng đồ ăn lên, tại vì ảnh về nhà sớm hơn chẳng hạn vậy. Lâu lâu ảnh về sớm hơn thì ảnh sẽ làm mấy cái đó. Thì đó là khi người ta là người chủ động. Rồi có những lúc ảnh, nếu như biết ảnh cái lịch làm việc của ảnh ngày hôm đó dày hơn Nhi chẳng hạn, 10 giờ tối ảnh mới về, thì Nhi biết là 10 giờ tối hai đứa mới ăn cơm chung chẳng hạn. Nhi nhiều hồi Nhi mệt quá, Nhi có thể đi ngủ sớm để mai Nhi đi tập võ, nhưng mà Nhi chọn là ok, bởi vì đã mấy ngày rồi hai đứa không gặp nhau, tối nay phải ngồi được một tiếng đồng hồ. Về thấy ảnh mệt quá cũng không nói được gì hết, thì để cho ảnh đi tắm xong rồi bạn massage cho người ta, bạn làm một cái gì đó, thì khi đó Nhi là lửa, ảnh là củi vậy đó. Đó là những cái mà Nhi không thể chi tiết cho các bạn ai là lửa ai là củi được, nhưng mà để giữ lửa trong tình yêu nó đòi hỏi những cái sự chi tiết nhỏ nhặt lắm, rất nhỏ nhưng mà bạn phải để ý, rất nhỏ nhưng mà bạn phải đủ tinh tế để đủ tế nhị để hiểu, chứ không có đòi hơn từ người kia, hoặc là không có trông cầu người kia đòi hơn từ bạn. Nó đòi hỏi sự trưởng thành. Mà trưởng thành là gì? Trưởng thành là coi lại hết video của Nhi Lê Tim, nó cắt cho mấy người coi video Nhi làm hết rồi đó. Trưởng thành là gì? Kiếm đường liên thả lại tụi nó đó, video trưởng thành học đi. Trưởng thành là tự nhiên yêu đương với nhau, là lửa ở đâu nó cũng bùng bùng hết á, lửa mà kiểu như lửa xăng luôn á, tức là không có xăng châm vô mà nó cũng cháy luôn á, được chưa? Để yêu mà không lụy, đầu tiên á em phải hiểu lụy ở đây là lụy cái gì. Cái thứ duy nhất để cho em bu bám một con người khác, đó là em cần họ. Bu bám là làm sao? Tức là ví dụ như em yêu người ta vì tiền thì em xích lụy vì tiền, em không dám bỏ người ta bởi vì em cần cái sự tài chính của họ cho em, cho nên em cảm thấy sợ nếu em mất họ thì em sẽ không có tài chính nữa. Đó là cái lụy đầu tiên. Cái lụy thứ hai là có thể là tình dục. Em rất là mê tình dục với anh này, em sợ chia tay với anh này hoặc mất anh này hay không yêu anh này nữa thì em sẽ không có cái tình dục ngon như vậy nữa chẳng hạn. Lụy kế tiếp là lụy về cảm xúc. Tức là xưa giờ em dựa dẫm cảm xúc trên cái người này, em không có biết tự làm cho em vui lên, không có biết tự làm cho em hạnh phúc lên, em cần người này để đẩy cái năng lượng của em lên chẳng hạn. Gọi là depend on emotion, em dựa dẫm cảm xúc của em trên người khác, tại em thấy người ta tích cực hơn em, người ta vui hơn em, người ta mạnh mẽ hơn em chẳng hạn. Đó cũng là lụy. Hoặc là em lụy về địa vị, người ta có một cái địa vị gì đó trong xã hội, em cần phải ở cái bên người ta để mà em cũng được cái địa vị đó, cái chức vụ đó hay cái gì đó. Giờ em không có yêu thương người ta nhưng mà em cũng phải ở bởi vì em sợ lụy, em lụy mất cái đó. Vậy phải phân tích để em hiểu là em phải lụy nhiều thứ, và hầu như cái thứ nào em lụy nó cũng liên quan đến một thứ, đó là em cần họ hơn họ cần em. Thì đó là lý do khi em yêu em thấy sợ hãi. Một khi em đủ tự do, tự do đây là tự do bên trong của em á, để em tự đứng trên đôi chân của em, để em biết được là em yêu ai hay em không yêu ai, em ở với ai hay em không ở với ai, em cũng phải hạnh phúc trước. Và cái câu này chị dạy rất nhiều trong kênh của chị, đó là bản thân mình là cái người duy nhất có thể làm cho mình hạnh phúc và yêu mình nhiều nhất. Bởi vì khi em yêu em đủ nhiều, em không lụy ai hết á, em không có khả năng lụy luôn. Tại vì em yêu em nhiều quá, em sẽ biết được là đầu tiên em phải là người quan trọng nhất. Tại vì chị có nói thiệt, em không khỏe mạnh, em không yêu thương em không hạnh phúc, em không tự do, em không dũng cảm, em không mạnh mẽ, bất cứ ai ở với em họ cũng cảm thấy cái sự khập khiễng và không có kiên cố. Ví dụ như giờ chị cho em một người mà em cảm thấy em gặp họ em không có ai an toàn để hỏi một lời khuyên gì hết, với em chạy lại em hỏi với chị Nhi, thì tất nhiên em chạy lại em sẽ hỏi chị Nhi rất là nhiều cái kiến thức hoặc là cái em cần để em lấy về nhà.
đó là cái mà chị nói. Em phải hiểu rõ được cái lụy mà em đang nói tới này, nó đến từ nỗi sợ em mất một cái gì đó. Vậy thì đầu tiên phải học làm sao để mình không sợ mất những cái này. Nó không phải là của mình. Ở với một người, yêu thương một người, nó là cái duyên. Ở đến một lúc mà không còn ở hợp với nhau nữa thì lịch sự, tế nhị, tinh tế giúp nhau đi ra khỏi cuộc đời một cách dễ dàng nhất. Vậy thôi. Còn mà lụy lụy đách gì em? Em mà mạnh mẽ em chẳng lụy hết. Có khi người ta còn lụy ngược lại em nữa. Chị dạy đi dạy lại cũng nhân đó câu thôi. Mấy bạn có hỏi đi hỏi lại thì cũng những cái câu cố định và kiên định như cũ. Đó là giá trị của em. Em phải tự là người tạo ra. Bao lâu thì quan hệ? Tao trả lời câu đầu xong, giờ tụi bay nghe câu thứ hai này, tụi bay tự biết rồi đó. Quan hệ lúc nào cũng được hết á. Quan trọng là cái người mà em muốn quan hệ á, họ có biết mấy cái kiến thức mà chị Nhi mới dạy hay không. Được chưa? Họ không có những cái kiến thức này, họ không tôn trọng cơ thể của em, họ không yêu thương em, và em không yêu thương chính em. Được chưa? Em dễ dãi với cơ thể của em. Em gặp ai em cũng tụt quần, em quất, thì chị xin lỗi. Đó là cái sự chọn lựa của em. Được chưa? Giờ em có quất sớm hay quất trễ chị không cần biết. Giờ cái đó là sự chọn lựa của em, cơ thể của em. Em muốn làm gì với nó cũng được hết. Nhưng nếu em làm nó một cách không có kiến thức, không có nhận thức, em khổ. Giờ tại vì nãy Facebook nó mới gửi gại Nhi đó, nó nói Nhi không được chửi cái thằng đó. Nhi lên đây Nhi dạy nó thôi. Nhi cũng đâu có chửi gì đâu, Nhi chỉ dạy thôi. Nhi không có chửi ai hết các bạn. Đời Nhi làm gì, Nhi làm gì có quyền được chửi ai đâu. Chưa? Nhi chỉ muốn nói với mấy bạn là khi chúng ta gặp những người không có kiến thức và chúng ta có kiến thức, chúng ta phải dạy cho người ta. Được chưa? Mình dạy xong rồi mình cũng phải cho bằng chứng là kiến thức đỡ đâu ra. Không được trên trời nói xuống chấm nạnh kiểu như là tao thích thì tao nói vậy đó. Không được. Không được, dạy gì gây vậy. Chị không cần tụi bay vô đây để nói chị Nhi nói đúng đâu. Cho chị Nhi hỏi, chị Nhi dạy cho tụi em có hợp lý không? Tụi em có thấy rõ ràng không? Tụi em có thấy kiến thức cặn kẽ? Tụi em có thấy cái kiến thức nó chi tiết và nó tường tận không? Với một người chỉ vô trong mặt nói với em mà chị Nhi cho em bằng chứng khoa học là luôn, chứ không phải tự nhiên tự chị Nhi từ trên trời rớt xuống. Được chưa? Nhi rất yêu thương đàn ông nghe chưa? Nhi yêu thương đàn ông bởi vì xung quanh của Nhi, thầy của Nhi cũng là đàn ông. Nhi rất nể mấy ông đàn ông xung quanh Nhi nghe chưa? Nhưng mà những cái loại đàn ông mà Nhi không nể, Nhi cũng sẽ lên đây và Nhi nói thẳng. Và như thường lệ, đừng có quên là like, share, subscribe cái kênh của Nhi. Những cái bạn mà cần tìm hiểu thông tin cá nhân của Nhi, các bạn có thể vô trang web của Nhi, nhi.sg. Những các bạn mà có muốn được học trực tiếp với Nhi cũng có cái đường link ở dưới.